Aho, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, hai phe khủng long đang nhìn vào nhau, có vẻ sắp xảy ra một cuộc chiến giữa hai loài khủng long khác nhau đây các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những chú khủng long này nha. Đây, để coi gan kẻ này giữa chú khủng long này lao vào nhau không. Wow, trước mặt mình là một chú khủng long Stegosaurus, rồi thêm gọi là kiếm long Stegosaurus, nó khá là to lớn luôn kìa các bạn. Con này nó có một cái màu xanh xanh, cái lưng của nó là một cái màu rêu xanh lắc cây như rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Đây là kiếm long Stegosaurus của mình đây, nhìn to chưa vậy thấy không? Wow, cái gấu của đây là con Stegosaurus khủng long của mình các bạn, nhìn to chưa vậy thấy không? Đây là con Stegosaurus khổng lồ như thế này chưa kìa. Ca nhọn của nó nhìn đã mắt quá nhờ, một con là Stegosaurus khổng lồ luôn. Ở đây là Dilophosaurus đang há mang phình ra đây các bạn. Wow, ở đây mình có cả khủng long Dilophosaurus luôn. Đây, còn khủng long có hai cái mang, cái bảy màu đây các bạn. Đấy, nó có màu màu vàng vàng đỏ đỏ đó, là nhìn này bắt mắt chưa kìa đó. Wow, chúng ta có con Dilophosaurus nhìn đẹp quá nha. Chúng ta có gì các bạn rất là nhiều con Dilophosaurus rồi đúng rồi. Các bạn ở đây là một đàn Dilophosaurus luôn kìa, rất là ngầu luôn rồi. Để không chạy ngầm chưa. À, ok, để mình bỏ vào bên luôn. Và tiếp theo mình có con gì đây? Wow, một loài khủng long khá là to. Wow, ở đây mình có con này là gì? Đây là con Ceratops, các bạn nhìn một loài lâu rồi mới nhận ra đây là con khủng long Ceratops. Thấy không, nó đang cạp cạp này. Đấy, các bạn biết sao nó cạp không? Tại mình ấn cái này này các bạn. Này, ấn cái người nó xuống nó cạp thấy không? Đây, chỉ cần vậy nè. Thấy không? Đó, nó có một cái khớp ở đây đây các bạn, chỉ cần ấn nó xuống các bạn, cái phần chân sẽ giữ nguyên nha. Đấy, cái chân nó chỉ giữ nguyên là cái người nó sẽ đẩy xuống nè. Thấy chưa? Hay là con khủng long Ceratosaurus mình khá tìm được, khá là thú vị này. Đấy, làm rất là chi tiết luôn nha các bạn, màu sắc rồi nó là quá. Nó ngồi với một chú khủng long đồ chơi luôn. Giganotosaurus, đó là khủng long Giga. Wow, bên đây là chú khủng long Giganotosaurus. Các bạn, con này nó có một cái màu đỏ khá là bắt mắt luôn nha. Đấy, như các bạn thấy chú khủng long của mình thì các bạn nó khá là to lớn và nó đỏ rực luôn kìa. Răng thì phải nói là rất là bén luôn, có thể hạ gục được cả một con khủng long mà. Có gì ta, hình như mình nhớ nó hạ được con T-Rex luôn các bạn. Hình như nó cắn con T-Rex mà nó hạ con T-Rex, nó đánh ăn con T-Rex luôn, nó không có ngại gì đâu các bạn. Nó hồn một con Spider, con Giganotosaurus khổng lồ đó, con Giga được. Không thường T-Rex đâu nha, nó rất là mạnh luôn. Một chú khủng long nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà thật chứ ở ngoài đời nó không có xinh như vậy nha. Con này nó to cực kỳ luôn, các bạn tưởng tượng nó to này không? Đó, nó bự ghê chưa? Đó, bự cỡ này nè. Đấy, đây là con Brachiosaurus khổng lồ của mình đây. Wow, một chú khủng long thuộc họ cổ dài có màu cam khá là bắt mắt luôn, và trọng lượng con này phải nói là tùy vào kích cỡ và độ tuổi của nó đó nha. Đấy, nó càng lớn tuổi thì nó bự cực kỳ luôn các bạn, và nó là quá to so với một chú khủng long bình thường luôn. Đây là con Brachiosaurus, một trong những loài khủng long cổ dài to lớn nhất của kỷ Tsura. Một chú khủng long cổ dài Brachio nha các bạn, nhìn nó ngầu chưa kìa thấy không? Wow, nhìn nó to chưa kìa, có một cái màu hồng khá là bắt mắt luôn nha. Điện sử Mosasaurus. Wow, đây là loài thằn lằn bỉ đấy các bạn. Con này xuất hiện trong bộ phim thì có vẻ là khá là to lớn và hùng vĩ nha. Nhưng mà thực chất các bạn, người ta nghiên cứu được là con này nó không có to lớn như vậy nha các bạn. Ở trong phim này nó cắn nó hạ con Indominus Rex trong vòng một cú táp thôi mà, thấy không? Ở ngoài đời thì không như vậy nha. Hình như mình nhớ là trong cái nghiên cứu khoa học nó thuộc họ kỳ đà nước này các bạn. Đấy, đây là con Mosasaurus của mình đây. Con này có bốn cái mái chèo nhìn khá là bắt mắt luôn. Cái lưng của nó là một cái lớp da không? Nhìn nó như cái hàng lưỡi cưa đang chảy đều xuống tận đuôi luôn nha. Đấy, nhìn nó quá xịn sò đấy các bạn, một chú thằn lằn biển khổng lồ luôn, Mosasaurus hay còn gọi là thương long thời tiền sử. Nếu mà đây mình có Mosasaurus của thương long thời tiền sử và tốc độ bơi của nó cũng khá là nhanh nha các bạn. Đây là loài thằn lằn biển thống trị của kỷ Reta luôn. Đọc theo tiếng của chúng ta. Mình tìm được con gì? Wow, nó đen thui luôn các bạn. Đấy, lại bém như nhìn không ra luôn các bạn. Đây là con gì đây? À, nhìn nó rất là giống với con kẻ thù của con Godzilla các bạn. Con kẻ thù mà con đó nó không có hai đầu, con này nó một đầu thôi. Cái đầu nó chỉ cái hình chăn lửa liềm ngược đây này. Đấy, chúng ta có một con khủng long khá là lạ luôn. Các bạn nào biết các bạn comment ý cho mình nha, chứ mình không biết con này tên gì luôn á. Đó, để mình tìm gì tư liệu bộ phim để mình quay ném vô đây cho nó hay nha. Wow, bên đây là gì đây các bạn? Therizinosaurus. Đây là chú khủng long Therizinosaurus với bộ móng vuốt phải nói là khá là nhọn luôn. Đấy, các bạn coi bộ phim là có con Giga, con Therizinosaurus và cả một con T-Rex. Con Therizinosaurus là con này đấy các bạn coi, mà sở hữu móng vuốt mà nó giúp con T-Rex hạ gục được con Giganotosaurus nha. Đó, con này có cái lớp da màu đỏ đấy các bạn, hay còn gọi là cái lớp lông vũ đấy các bạn. Con này có lớp lông vũ nhìn đẹp đó. Đấy, mình nhận biết được cái lớp lông vũ là do cái phần làm của đuôi này. Thật chất thì không biết con này có lông vũ hay không nha các bạn. Đấy, tại vì trong cái mô hình này nó có.
Đấy, cái miệng của nó là các bạn dài dài như con đại bàng phải không, cái đó lông vũ với mỏ nữa này không, đó đẹp chưa kìa, đây là con khủng long Therizino. Therizinosaurus các bạn, ở đây nó bự chưa kìa, ở đây chúng ta có một con Therizinosaurus khổng lồ luôn giờ đấy, ngồi một vuốt cá là để nó nhảy là ngầu nữa kìa. Nhìn khá là bắt mắt. Wow, bên đây là con gì đây? Tyrannosaurus. Wow, một con khủng long bự chúa T-Rex. Con này mở miệng được nha. Lúc trước nó có cái khớp mà có vẻ như là mình đã làm hư cái phần khớp chân đó, đó các bạn. Này, cái khớp đuôi của nó này mình chỉ cần ấn xuống ấn lên là nó sẽ há miệng nó ra, nó cạp được, vui lắm các bạn. Nhưng mà không phải cái khớp này bị gãy là mình thay thế bằng cái dây này không? Đấy, nhìn vui chưa kìa đâu. Đây. Đó, mình phải mở bằng tay nha. Đây là cái khớp gọi là vật lý nha các bạn. Đấy, đây là con khủng long bạo chúa T-Rex của mình đấy các bạn. Một phiên bản khủng long vật lý nhìn vui nha. Đấy, nhìn mà nó khá là to nha. Wow, cái mô hình này phải nói là rất rất là to luôn các bạn nhìn. Nó là một con Spino với con T-Rex, hai con này nhìn nhau gần người. Nó đã quá nha. Styraco đây rồi các bạn, đây là con khủng long Styraco hay là gọi là khủng long năm sừng các bạn. Con này nó có khá là nhiều gai trên người luôn nha các bạn, được gọi là năm sừng vì nó có những cái sừng này, mình đếm cho các bạn xem nè. 1, 2, 3 và nó sẽ có hai cái sừng nhỏ thay nó đi các bạn. Đấy, cái phần này người ta gọi là phần xương của nó các bạn, phần xương mô hay gì đó các bạn, chứ không được tính là sừng các bạn ạ. Đấy, mình không biết tại sao lại không tính cái đó là sừng lắm nữa. Nếu mà nó có sừng thì con này nó gọi là khủng long chục sừng luôn ấy. Nhìn nó to quá trời to luôn kìa, nó có một cái bộ tím tím nữa nha. Đấy, cái lớp lưng của nó có màu xanh nhìn rất là bắt mắt luôn. Oh, một chú Styraco khủng long năm sừng các bạn, ở đây mình có một con khủng long Styracosaurus năm sừng nhìn rất là ngầu. Nó nhọn chưa kìa. Nha, một con khủng long Styracosaurus. Oh, wow. Các bạn thấy đâu cũng giờ, đây là con khủng long Dimetrodon các bạn. Wow, chúng ta có một con Dimetrodon các bạn. Đây là con khủng long sống ở kỷ Reta rồi, con này nó có một cái màu hồng hồng khá là thú vị luôn. Đấy, chú khủng long cực kỳ hung dữ luôn nha. Nếu mà xét theo cái độ hung dữ của con này nó khá là hung dữ và cái khả năng bảo vệ lãnh thổ của nó khá là cao luôn. À, con này nó có cái lớp vảy chưa tiến hóa xong của loài cá nữa này không? Nhìn đã chưa kìa đâu. Đây là chú Dimetrodon của mình đây. Oh, bên đây có thằng lằn bay Bitanodon các bạn. Wow, một phiên bản thằng lằn bay siêu đẹp luôn. Đó, nó chạy cái cánh ra được luôn này không? Mở cánh nha. Wow, đâu. Wow, các bạn tưởng tượng như là siêu nhân đang mở cánh đó nha. Siêu nhân đang mở ra cái dao, cái vũ khí cái gì các bạn. Oh, chúng ta có một chú thằng lằn bay khổng lồ luôn. Đó, nó có cái nút bấm đằng sau đó này. Bấm mà nó sẽ há cái miệng của nó ra nha, nhìn khá là thú vị luôn. Chúng ta có một con thằng lằn bay khổng lồ luôn. Bên đây là Bitanodon thằng lằn bay nha các bạn ơi. Chúng ta có một con thằng lằn bay khổng lồ luôn. Đấy, nhìn nó đẹp chưa. Quá ngầu luôn. Vui chưa thấy không? Đây bài xử khả này. Họ cắn đi con khủng long không? Quá xịn luôn. Wow, cái thằng lằn bay to nha. Ok, trước mặt mình là một con khủng long gọi là Pentaceratops các bạn. Đây là loài khủng long ba sừng với cái độ là một cái tấm khiên siêu siêu dày luôn nha các bạn. Cái tấm khiên của nó này đó, tấm khiên trên đầu của nó có màu xanh dương này các bạn, nhìn đẹp chưa kìa đó. Đây là con khủng long Pentaceratops của mình đây. Đấy, nó có một cái màu tím tím xanh xanh, phải nói là khá là bắt mắt luôn thấy không. Đó, nhìn nó ngầu chưa kìa. Wow, một chú khủng long Pentaceratops khổng lồ luôn các bạn. Đó, thuộc họ khủng long ba sừng nhưng mà con này nó khá là hiếu chiến so với con khủng long ba sừng của mình đây. Nó lao nó hút mình luôn kìa các bạn, giữ cho thấy không, rất là dữ luôn. Bên đây là gì các bạn, Pentaceratops các bạn. Đấy, chúng ta còn khủng long với cái đầu là cái tấm khiên khá là dày và rất là to lớn luôn kìa các bạn, ngồi vậy. Phun khiêu chiến chưa? Ok, dẫn thế đủ rồi, đây là con gì đây? Ồ, một chú hà mã khổng lồ hay gọi Hippopotamus các bạn. Wow, con hà mã các bạn, răng của nó nhìn vui chưa kìa thấy không, há rất là to nữa nha. Ấy, con này có lớp da phải nói là rất rất là dày luôn nha các bạn. Đây là chú hà mã khá là to lớn của mình đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy phần răng của nó nhô bự chưa, há bự cực kỳ luôn nha. Đó, lớp da của nó có màu tím tím này các bạn, người nó da dày cực kỳ luôn nha. Wow, chú hà mã ở đây rồi các bạn, ở đây mình có một con hà mã Hippopotamus các bạn như đó rồi. Đó, đã chưa. Bên đây là khủng long ba sừng Triceratops các bạn. Chúng ta có một con khủng long ba sừng Triceratops đây này. Đấy, thuộc họ khủng long ba sừng đấy nha. Thôi, con này có cái lưng gai để các bạn nói, những cái gai nhìn đã quá giờ. Đấy, giống cái này cái phần chế thêm của nó chứ làm gì con này nó có gai lưng người ta. Rồi, chú khủng long ba sừng khổng lồ đây rồi. Đây chúng ta có con chỉ sờ tới các bạn, ba sừng nhìn rất là ngầu màu đỏ luôn. Một chú khủng long khá là đẹp luôn nha. Cái miệng thì với con đại bàng các bạn nhìn thấy không? Tưởng tượng như này, đại bàng thấy không? Đó, cái phần sừng của nó này. Nhìn làm rất là chi tiết luôn nha, có những cái lớp da sừng sùi nhìn rất là hay nữa chứ. Một con khủng long khá là đẹp luôn.
Ok, tiếp theo là gì đây? Wow, trên tay mình là một cái mô hình khủng long bạo chúa siêu to lớn. Wow, nó bự chưa kìa đó. Wow. Oh, nó còn cái nút bấm ở đây này các bạn biết bấm giờ này, bấm cho mày xem này. Vui chưa kìa các bạn, bấm là nó sẽ há cái miệng nó ra nha. Nó còn cái tem gì này. À, thì ra là cái tem của cái trò chơi hay gì đó các bạn. Đó, hả. Nhưng mà con này nó khá là đen các bạn, con này mà nó sáng sáng một tí thì phải nó khá là đẹp nha. Tại vì cái màu sắc của nó khá là tối nữa này. À, đây là con khủng long bạo chúa. Thì đây là con T-Rex Joker các bạn. Đấy, chúng ta có một con T-Rex Joker rồi các bạn đâu chưa. T-Rex các bạn đây, con này nó màu tối quá. Đấy. Oh, thêm một cái mô hình T-Rex phiên bản mini nữa kìa các bạn. Ở đây chúng ta có một con mini Tyrannosaurus đi. Đó, con này nó có một bộ xanh xanh vàng vàng nữa đây các bạn, thấy nó đẹp chưa vậy đó. Đây là con mini T-Rex của mình đây các bạn. Đó, nhìn đã mắt chưa kìa đó. Và đây chúng ta có Superman T-Rex. Đấy, giờ nó to chưa. Ok, bên đây là gì đây? Ankylosaurus khủng long gai Ankylo. Đấy, một con khủng long với cái lưng gai màu bạc bạc các bạn, đuôi của nó này không cái chùy đó. Con Ankylo đây rồi các bạn, ở đây chúng ta có một con khủng long là Ankylosaurus như các bạn, nhìn nó đẹp chưa kìa các bạn. Đấy. Ê, xịn chưa kìa, đây là khủng long Ankylo. Ấy dạ, rớt rồi. Stegosaurus. Wow, và đây là kiếm long Stego. Các bạn có thấy con khủng long này có khá là nhiều gai nữa nha các bạn. Đấy, cái phần gai lưng của nó này không, nhìn rất là ngầu luôn. Có màu đỏ đỏ cam cam này không, người của nó màu vàng rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Đây là con khủng long Stego khổng lồ của mình nha. Nhìn nó to chưa, cho con Stego đây rồi các bạn. Chúng ta có con khủng long Stego sẽ rất khá là bắt mắt luôn nha các bạn. Nhìn nó ngầu chưa kìa, thấy không, lưng nó gai cực kỳ ngầu luôn. Kìa. Thế, chúng ta có một con khủng long bạo chúa tiếp. Wow, các bạn, đây là vùng đất khủng long bạo chúa. Các bạn biết sao nó há miệng không? Này có cái nút bấm này nè. Con này mỗi con nó sẽ có một cái nút bấm khác nhau nha các bạn. Đấy, nó sẽ có cái nút bấm để há cái miệng nó ra, nhìn vui lắm nha các bạn. Đấy. Hay đã chơi kìa không? Đây là con khủng long bạo chúa T-Rex. Có gì đây các bạn? T-Rex Superman nha các bạn. Đấy, nhìn nó đẹp chứ. Bên đây con này có màu xanh nè. Đấy, bự chưa kìa, thấy không? Quá xịn sò. Ok, mà chưa vui lòng bạo chúa. Bên đây là gì đây? Oh, con này nó không có nút bấm há miệng mà nó có cái nút bấm là thay đổi cái chế độ mà bị thương này. Đó, thấy không nè. Qua đây chúng ta có Speed Monster Red nha các bạn. Cắn đầu con Speed Monster khổng lồ rồi đó. Đấy, nhìn đẹp chưa các bạn. Bấm vào đây nó sẽ thay đổi cái phần bồi á, mấy cái miệng nó không há được các bạn. Đấy. Con này mang tính chất sưu tầm nhiều hơn là cái con khủng long cắn lộn như con kia ha. Đấy, là con T-Rex đó các bạn. Ok, đi coi tiếp theo có gì đây. Các bạn, một con khủng long gọi là Stegosaurus, một con khủng long gai Stego một càm cho các bạn. Đấy, các bạn thấy nó đẹp chưa kìa, thấy không? Nó sở hữu những chiếc gai trên lưng nhìn khá là xịn sò đấy các bạn. Đây là một kiếm long Stegosaurus của mình đây. Stegosaurus của mình đây rồi các bạn, chúng ta có con khủng long Stegosaurus cho các bạn. Con này nó khá là đẹp luôn kìa, thấy không? Đấy, nhìn nó ngầu chưa kìa. Thấy không? Wow, với những chiếc gai đuôi nhìn rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Còn khủng long gai này nó cực kỳ to lớn luôn nha các bạn. Đấy, sở hữu một cái lớp giáp kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa, thấy không, cái lưng của nó là những chiếc gai nhọn đang nhô lên này các bạn. Đây là một Stegosaurus màu cam khổng lồ của mình. Ok, bên đây là có gì đây các bạn? Carnotaurus, một con khủng long đầu bò Carnotaurus các bạn. Chú khủng long sở hữu hai cái sừng bò nhìn khá là bắt mắt luôn, cái người của nó có màu đỏ đỏ đây các bạn, nhìn đã chưa kìa, thấy không, đây là chú Carnotaurus khổng lồ của mình nha. Đó, như vậy thấy khủng long mình làm nè. Wow, qua đây mình có gì đây các bạn? Đây là con khủng long Carnotaurus các bạn, con khủng long với hai cái sừng bò nhìn rất là ngầu đúng không? Đấy, nhìn nó đẹp chưa? Chú long khá là đẹp đấy các bạn. Đây là con Carnotaurus các bạn, thấy các bạn nhìn nó to quá trời to luôn, thấy không, người nó màu xanh xanh này không, bắt mắt cực kỳ đấy chứ. Đây là khủng long Carnotaurus nha. Chẳng thế chúng ta có gì đây? Wow, Plesiosaurus. Chúng ta có con thằn lằn biển Plesio các bạn. Wow, chúng ta có con thằn lằn biển khổng lồ đi các bạn. Con này có bốn máy chèo và tốc độ bơi của con này phải nói là rất là nhanh luôn kìa các bạn. Đấy, chúng ta có con thằn lằn biển siêu to đấy các bạn. Đây là chú Plesiosaurus các bạn, thấy các bạn nhìn đẹp chưa kìa, thấy không. Wow, một con thằn lằn biển khổng lồ luôn nha, có một cái màu xanh xanh nhìn rất là bắt mắt luôn, thấy không? Con này là sà lông Plesiosaurus ở đây. Đấy, con này nó như là con rắn khổng lồ như cái là con khủng long Plesiosaurus. Bên đây là khủng long của dàn Brachio nha. Đây chúng ta có một con Brachiosaurus khá là to lớn luôn, các bạn có thấy con khủng long thuộc hoặc cổ dài của mình nó bự chưa kìa, thấy không? Đấy, sở hữu chiếc cổ khá là dài màu cam và nhìn nó rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Đấy, nhìn nó bự chưa kìa, không? Con này có cơ bắp khá là dày đấy nha, và nó cũng khá là mập mạp đấy các bạn, người nó bự lắm nha. Bên đây là khủng long cổ dài Brachiosaurus. Wow, nhìn nó bự chưa kìa, thấy không? Rất là thành công các bạn. Đấy, con này nó nặng là vậy có mấy chục tấn ấy.
Đó, đã chưa? Ankylo đây rồi. Wow, chúng ta có một con Ankylosaur hết các bạn. Con này có những cái gai nhọn này các bạn. Đuôi của nó đã không là cái chùy rất là dày luôn các bạn. Đây là con khủng long gai Ankylo của mình đây các bạn. Con này nó có một cái màu cam cam nhìn khá là bắt mắt luôn nha, thấy không? Đó, hey, cái phần lưng này gai không là gai nữa này, thấy không? Nhìn đã chưa kìa, thấy không? Đây là khủng long ở đây chúng ta đi đây. Các bạn, wow, thấy không? Đây là con khủng long Ankylosaur với những cái gai nhọn này các bạn, nhìn nó đẹp chưa kìa, thấy không? À, gai của nó có màu vàng vàng nhìn rất là bắt mắt đấy chứ. Gai Ankylo. Và bên đây là một con Dimetrodon, một con khủng long sống ở kiểu Veta. Chú Dimetrodon này có màu xanh lá cây như các bạn. Đó, cái lưng của nó này các bạn nhìn đã chưa, thấy không? Cái lớp giáp trên người, cái vây lưng của nó nhìn như cánh buồm khổng lồ ngoài biển ấy à. Đây là con Dimetrodon khổng lồ của mình nha. Con này có phần răng rất là bén nữa đây không? Đó, nhìn sự chưa các bạn, đây là con khủng long Dimetrodon của mình này, sống ở kiểu Veta khá là to lớn. Thì ra là một chú khủng long Styraco. Wow, chúng ta có con Styracosaurus khổng lồ các bạn, còn khủng long với những chiếc gai nhọn này các bạn. Styracosaurus các bạn, đây chúng ta có một con Styracosaurus hay là khủng long 5 sừng các bạn, khả năng nó đang đi ra ngoài. Bạn nhìn thấy chưa kìa, thấy không? Đây là con khủng long gai Styracosaurus khủng long 5 sừng. Thấy không? Lắc cái cổ này không? Đấy, xịn chưa, thấy không? Con này gật đầu nha. Ha, nó gật đầu được các bạn, chỉ cần đè cái đuôi của nó này không? Đấy, một chú khủng long mô hình đồ chơi một hãng khác. Wow, rất là nhiều chú khủng long Styracosaurus luôn. Wow, con này đẹp luôn. Đó, chúng ta không có Styracosaurus khổng lồ. Ok, và cuối cùng là gì đây? Đấy là chú khủng long Dilophosaurus. Đấy, nào, còn khủng long màu xanh lá cây Dilophosaurus của mình thì các bạn, con này nó khá là to lớn nha. Đấy, cái lưng của nó có màu xanh lá dương này các bạn. Nhìn đã chưa kìa, chúng ta có con khủng long Dilophosaurus khổng lồ luôn nha các bạn. Cái sừng này không? Cái đầu nó là một cái sừng rất là nhọn nhô lên đây các bạn. Wow, bên đây có gì đây các bạn? Đấy, chúng ta có gì đây? Con khủng long mở ra, chúng ta có khá là nhiều cái Dilophosaurus chạy ra ngoài kìa. Các bạn thấy đã chưa kìa không? Wow, con khủng long này có màu xanh lá cây nhìn đẹp cực kỳ đấy nha. Người của nó có màu đỏ đây được không? Đấy, cái mang của nó có màu đỏ đây. Bắt bắt chưa kìa đó không? Đây là chú khủng long Dilophosaurus. Cảm ơn các bạn, hai các bạn đã đeo dọa lẫn nhau các bạn. Đây là con khủng long Dilophosaurus các bạn. Các bạn thấy các bạn. Ok. Hey.